Rứa nè anh em. Bây giờ mình sẽ mời anh em vô thăm tham quan chợ Hòn Rứa nha. Bữa nay đi chợ bất cỡ quá. Chợ bán đầy đủ đồ. Đối diện chợ có cái Herborizon Nha Trang gì đây. Tầm nhìn thịnh vượng này rất là đẹp. Hình như đây là cái văn phòng của bán bất động sản. Đó, con đường phía trước mặt chợ. Đây bây giờ mời anh em vào tham quan chợ Nha Trang, chợ Hòn Rứa Nha Trang nha. Có cái bản yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào chợ Covid-19 nè. Đây anh em, bữa nay mình vô Nha Trang, mình đi chợ Nha Trang nha anh em. Quay quanh quanh khu vực chợ Nha Trang cho anh em xem. Bán ít rau vậy cô? Rau nấu chua. Dạ. Đó, mấy món rau nấu chua. Dạ. Quá lâu mới vô lại đây. Lấy rau chua, rau thơm rồi ế quế với trắng rồi hả? Yeah. Đây là cái gian hàng rau mà mình đi biển vô đây hay ghé lại mua. Yeah. Gian hàng cái máy này nó khoảng 6-7 triệu à, nó gòn, nó chống rung á, mình đi rồi bớt rung. Rau ăn lấy rau gì ta? Lít lấy ít cải dưa ổ que. Dạ. Kia cô nhớ bên này cô lấy thêm có món rau thơm nha. Để đây làm gỏi. Dạ. Gỏi rau sống lấy ớt. Ớt với là tí chanh. Dạ ớt một tí. Dạ, bó hành. Trái thơm luôn. Dạ có. Xuống anh lại đây cái đó chị. Lấy bớt bầu có xuống cho em coi nha. Ít bầu à, khỏi lấy số ấy. Lấy dài cho bầu để khá là dễ. Yeah. Nha. Cho anh. Yeah. Rồi. Hả? Không? Rồi, như vậy đủ á. Giờ đây còn mua cũng thêm. Không, mấy món đó đâu ăn. Mướp rồi còn dưới ghe quá trời luôn. Cho ký cà chua nha. Cái cà chua đã bán nấu chua, ăn với loại nấu chua. Cà chua mà loại này chín quá, mua qua chưa kịp xài. Cô có sồn sồn không kia à? Dạ, lấy lại ký sồn sồn mày. Em nói chuyện đã khỏi rung, chứ không phải là quay phim. Lấy ký sồn sồn. Ký sồn sồn, ký gà. Dạ. Rồi ghe xe máy là tôi làm. Dạ. Để cái gì xuống dưới cũng gửi tiền cho. Dạ, ăn ký đồ bắp luôn nha. Đồ bắp đâu, em về món gì đâu. Ở dưới là xài món nhanh không? Đi vào khu vực chợ Hòn Rứa Nha Trang. Mình đang đi vào khu vực chợ Hòn Rứa Nha Trang. Ra dân ké thử. Cái hố vàng dây nè. Ốc móng tay nè, hàu nè. Sứa nữa nè. Trên chợ có bán sứa luôn. Chả cá. Bên này chả cá quá trời luôn.
chả cá nè anh chị, chả cá quá trời. Có cá dìa nè, cá dìa, cá ồ này, cá dưa gan nè, cá dưa gan. Cá nhái nè, chị bán cá cơm nè, có cái hố vàng duy nữa nè. Dạ. Cá liệt nè, cá liệt cá máu nữa nè. Này có cá hố như cá nhái nữa. Này là gian hàng cá ở phía trong chợ Hòn Rớ. Này có cá nhồng nữa nè. Cá trình nữa. Trình này. Bông cúng nè, bông đẹp không à, bên bông cúng nữa nè, toàn bông đẹp không. Mấy phía trên này là mấy cái kiosk về quần áo, đồ lặt vặt để cho đi biển á, nè mấy kiosk bán lặt vặt. Này gian thịt nè. Cưới à, cưới à, rồi có rồi, có rồi. Này gian hàng trái cây, phía bên trên này còn nữa, nhưng mà gian hàng về đồ si đê. Trên này có đồ cho chị em mặc mát ngủ nè. Đó, mấy cái gian hàng về quần áo lặt vặt đi biển. Trên này có gian hàng đồ si đê nè, đồ si dành cho đi biển nè. Đây khu vực phía bên trong cảng Nha Trang nè anh em. Đây là mình đi từ ngoài mình đi vô nè, từ ngồi cổng á, ngồi cổng mình đi vô phía trong. Lúc nãy mình đi chợ từ trong mình đi ra, nhưng mà mình không có quay. Giờ phía ngoài mình đi vô. Cảng rất là rộng anh em. Mình đi nhiều khu cảng nên mình thấy cái cảng này là rộng nhất á. Rộng hơn cảng Phan Thiết, rộng hơn cảng Cà Ná. Nói chung là rộng nhất. À, trong khu vực cảng là nhiều vựa cá lắm, nhiều vựa cá ở này, ghe tàu nó vừa tấp nập luôn. Mình đi ở cái lối đi này cho nó tiện, nó sạch. Ở phía bên trong cảng cá là lúc nào là nước cá ở làm nó lẹp nhập đó. Đó, bây giờ là vô phía trong cảng nè anh em.